Xin chào mọi người nhé, hôm nay ngày mới, chúc mọi người luôn vui vẻ, có nhiều sức khỏe nhé, luôn thành công trong cuộc sống nhé. Hôm nay Lực sẽ tiếp tục với series ăn cỏ dại này. Hôm nay sẽ đặc biệt hơn này mọi người này. Mình sẽ nhặt lấy cái cây cỏ mà nó mọc ngay chân nhà này luôn, không cần phải đi đâu xa đâu nhé mọi người, ở dưới này luôn này. Mình sẽ lấy cái cây cỏ dại dưới này nhé, để mình nấu ăn xem nó thế nào. Mọi người sẽ theo chân mình xuống lấy nhé. Đây này mọi người này, cái cây này này, một số người ta gọi là xuyến chi. Cái xuyến chi này mình một phần thì gọi là cây cỏ hôi này, còn một phần thì chả biết gọi cái tên mình, người ta cái cây này, cái hoa của nó hay dính vào quần vào áo, người ta gọi đủ thứ tên luôn. Nhưng mà theo mình nghĩ là cái xuyến chi thì đúng hơn đấy. Thì mình sẽ nhặt lấy cái này về để làm ăn nhé mọi người nhé. Nó rất là nhiều luôn, ở mọi nơi luôn, ở cái vùng này không hiểu sao cái loại này thì phun thuốc nó không chết đâu mọi người. Đặc biệt cây này luôn, cái mọi người để ý cái thân của nó này, nó cây giống nó như con giống con nước này. Đây nhé mọi người nhé, mình sẽ lấy nhặt nhiều vào để mình sẽ chế biến món để mà ăn nhé mọi người nhé. Mọi người nhé, mình nó tốt thế này thì ở đâu đâu cũng có luôn mọi người này. Tốt thế này thì nhặt một lúc thôi thì đầy nồi luôn. Chỗ này chỉ lấy một bụi thế này thì ăn nhòe luôn đấy. Đây nhá mọi người nhá, để làm được cái món rau xiêm chi này, trước hết là chúng ta phải tẩy cái mùi của nó. Chỉ cần nhặt tươi nó có một cái mùi nó hăng hăng mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ phải trần qua đi. Trần qua nước sôi đi, xong rồi lát nữa mình sẽ xào sau mọi người nhé. Rau ở rừng mà nó còn chả phải dứa này mọi người nhìn này. Không có bụi bặm gì ở đâu đây đâu. Rất là sạch luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ trần nhá, trần nước sôi qua nhá, hay luộc, hay là gọi là luộc đấy, để cho nó bớt mùi đi thì ăn nó sẽ ngon hơn. Để đảm bảo rau nó xanh nguyên thì chúng ta chỉ qua một lần nước sôi thôi mọi người nhá. Đấy nhá mọi người nhá, chúng ta sẽ phải xào rau nhá mọi người nhá. Cái mùi thơm quá. Cái mùi rất là thơm luôn. Xào rau nếm nếm cho nó ngon ngọt đi, xong bắt đầu là mình sẽ đập trứng vào để xào cùng nhé, để ăn cho nó ngon. Đấy nhá mọi người nhá, sau khi rau mà chín mình nên nếm ăn cho nó ngon rồi thì bây giờ sẽ tiến hành đập thẳng trứng xuống đây luôn này. Mình sẽ dùng với băng này rau thì mình sẽ dùng hai quả trứng nhá mọi người nhá. Món này mình sẽ chỉ dùng hai quả trứng thôi. Và bây giờ sẽ đảo nhẹ nhẹ để cho nó bám vào rau để cho nó ngon này.
đây nhá mọi người nhá, để cho nó đảm bảo nó bám bám vào thì chúng ta đảo nhẹ nhẹ qua thôi. Rồi giờ mình sẽ đẩy bung lại một chút để cho nó chín đều nhé mọi người nhé. Đây và như vậy là món rau đã chín, đã ok rồi mọi người ạ. Bây giờ chỉ việc lấy ra là ăn thôi. Đây này, nó dính với trứng này thành như thế này, để món này tuyệt vời chưa. Đấy và như thế mình thích, rất thích phong cách như thế này luôn. Đây này mọi người này, nó dính này. Đấy, trứng nó bám bám vào cái món rau này. Thôi bây giờ mình sẽ bày ra để mà thưởng thức thôi. Mình sẽ lấy ra thôi. Úi dồi ôi, món rau phải nói là hấp dẫn, vô cùng hấp dẫn luôn. Đây mọi người, cái trứng nó bám lại này. Thấy không? Mùi thơm thật. Đấy, ăn mới ngon, còn muốn liếm cả nồi luôn. Mùi thơm quá. Rồi như vậy là đã hoàn thành rồi. À vâng, mọi người ơi, trên tay mình đây, mình không biết cái này gọi là cái gì luôn đấy mọi người ạ. Nhưng mà đây là một cái món quà mà mình được một người anh ở phương xa tặng. Đó chính là anh Linh, người Hà Nội ấy. Anh là chủ kênh của Quê Hương Ngàn Dặm nhé mọi người nhé. Quê Hương Ngàn Dặm ấy là cái kênh của anh Linh ấy. Anh ấy có tặng cho mình cái món quà như này. Thì trước đây thì mình quay, mình chỉ quay bằng cái này thôi thì nó rung. Thế này mình quay bằng cái gậy hơn 100.000 này này. Cái có hơn 100.000 nó cũng rút ra rút vào được này. Đây là cái gậy mà anh ấy tặng nhá, còn cái gậy cũ của mình này. Đây. Thì nó mấy lần mình quay là mình bị rơi rồi. Kẹp vào đây không hiểu sao mà nó rơi đi được. Đấy, nó bị rơi mất là cái gậy này mình mua có hơn 100.000 thôi. Tại vì điều kiện mình không có nên là mình cũng không mua, chưa mua được cái gì mà hôm vừa rồi anh ấy lên thì anh ấy tặng cho mình cái này. Cái này thì mình thấy cái video này mình cũng quay thử bằng cái đấy này mọi người nhé. Còn đây là cái chiếc Oppo A3 mà mình đã dùng từ ngày đầu tiên mình đăng video đấy mọi người ạ. Từ bắt đầu tập làm YouTube luôn. Nó cũng được 3 năm rồi, dùng vẫn còn ngon lành lắm mọi người này. Dùng vẫn đảm bảo chất lượng, vẫn ngon lành nhá. Mình giữ nó như kiểu một cái kỷ niệm ấy mọi người ạ. Từ ngày đầu tiên mình đến với YouTube luôn. Còn cái gậy mới này ấy, thì anh ấy tặng cho mình có, nó cũng rất là hay lắm. Nó cũng rút ra được mọi người ạ, đây này. Nó cũng rút ra được dài lắm này. Và cũng có chân đế để đàng hoàng luôn. Rất là xịn sò luôn. Lần đầu tiên mình cầm vào một cái gậy mà nó có hệ thống điện như này luôn ấy. Từ làm YouTube rồi mình chưa sờ vào một cái thiết bị nào như thế. Mình rất là cảm ơn, gửi lời cảm ơn anh Linh rất là nhiều luôn. Cái này thì nó được cái tiện là nó có một cái điều khiển Bluetooth ở đây nữa này mọi người này. Đấy, khi mình muốn chụp hình hay cái gì thì mình đặt ở kia rồi mình kể cả mình ấn quay nó cũng làm một mình ấy thì nó tiện lắm. Khi nào mình ấn thì nó máy nó chạy luôn. Nó rất là tiện lợi luôn. Mà ở đây thì điện tử thì nó có hai phương thẳng đứng như này thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cài cái điện thoại và mình để mình khởi động lên nhé mọi người nhé. Để mình khởi động lên cho mọi người xem nhé. Nó rất là tiện luôn cái này đấy. Mình không biết là giá tiền như thế nào, nhưng mà mình chỉ biết là cảm ơn anh Linh. Tại vì mình chưa sờ vào, từ ngày làm YouTube mình chưa sờ vào một cái thiết bị nào hỗ trợ luôn đấy. Thì trước đây là cầm bằng tay, mình cứ phải cầm đỡ như thế này này. Nó rất là khó luôn mà quay một mình, toàn quay một mình chứ. Đấy nhá mọi người nhá, sau khi mà cái gậy mình nó thu cái dài rút ngắn này này. Thì cái này là nó bình thường nhá, nó chưa, mình chưa có khởi động cái hệ thống nó chống lên mọi người này. Đấy bây giờ mình sẽ bật cái nguồn đây lên xem này mọi người, đây này, có cái nút nguồn đây này. Đấy như thế là nó chạy đấy mọi người, đây này, nó có bóng báo này. Có bóng báo đây và bây giờ như thế này là sẽ quay ngang nhá mọi người nhá đây. Mình lắc lư này mình cảm giác là nó vẫn đảm bảo là im lắm mọi người này. Khi mình đi, mình đưa đi đưa lại này, cảm giác nó vẫn rất là tốt luôn. Đây mình sẽ cho điện thoại nó dừng lên đấy, bấm một cái là nó sẽ dừng lên đây này. Mình cảm giác nó quay nó cũng thoải mái nữa. Đây là khi mình có nghiêng như nào thì nó cái điện thoại nó vẫn giữ được cái phương thẳng đứng này. Cái lần đầu tiên mình thấy là mình cũng chưa biết sử dụng mấy đâu, nhưng mà đại thể là như thế này. Đấy, cái video này là mình đang quay bằng cái cây của anh ấy. Nhưng mà đoạn này thì mình không có sử dụng tại vì là mình đang review. Qua đây thì mình gửi lời chân thành cảm ơn đến anh Linh nhá. Anh chủ kênh của Quê Hương Ngàn Dặm ấy đã tặng mình món quà này. Mình thấy tuyệt lời lắm mọi người đây này.
Đấy, hết pin thì sạc vào thôi đấy. Nó hỗ trợ mình rất là nhiều trong cái việc mình di chuyển các cái cảnh quay ấy. Nó tiện lợi lắm. Mình không biết nói gì, mình gửi lời cảm ơn anh đấy. Mình không biết là nó ở phân khúc nào, giá thành bao nhiêu không quan trọng, nhưng món quà mình cảm thấy rất là ý nghĩa. Và mình gửi lời cảm ơn anh Linh, kênh quê hương ngàn dặm ấy. Anh ấy cũng đến Phúc Sơn để review một số cảnh đẹp Phúc Sơn rồi. Thì rất mong chúc anh ấy luôn thành công trên con đường này, và mong rằng anh sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Món quà này mình rất là trân trọng và cảm ơn anh. Đây nhá mọi người nhá, bây giờ là mình sẽ ăn cái thành quả của mình này. Hôm nay mình ăn thì chả có gì, mấy cả quả muối này, với lại ăn với cho nó đỡ ngán, và ăn với cơm trắng này. Chứ mình sẽ thử cho mọi người nhá, cái rau xiên chi thì không, chúng ta không cần bàn rồi. Mọi người những ai được ăn rồi thì chắc rằng là không phải bàn rồi. Anh em nào chưa ăn thì thử nhá, mọi người có thể nấu với ăn thử rất là ngon luôn. Quá tuyệt vời luôn, ngon. Ăn cơm ngon. Cái này lúc mình đi đi Nhật đấy, nó có một cái mùi hắc nó sộc vào mũi á. Nhờ đúng thật sự khi chân nước sôi đi rồi. Đó, ta mang về xào. Cái này là xào trứng nhá, nếu mà có thịt mà xào nữa thì mình phải nói hết ý luôn. Mà không có nữa xào mỡ không ăn còn được ấy. Mà nó ngon lắm mọi người, đây mình ăn này. Ngon lắm. Cảm giác ăn nó cái rau ngọt. Nó không có mùi hôi đâu. Cả một miếng to này. Ngon. Cái miếng cà và thêm mùi vị ăn cái này cũng ngon. Tuyệt vời. Mình sẽ ăn tiếp theo một miếng lớn như này, mọi người sẽ ăn với cơm xem nào. Để xem nhai thật kỹ xem, mà xem mùi vị nó như này. Rau có vị thanh ngọt rất là ấy, nó không có đắng gì kiểu luôn. Cái món này ấy, mình nghĩ là chế ra được rất nhiều món này. Ta nấu canh cũng được, xào với thịt, với lòng mề hay với cái gì cũng ngon hết. Riêng xào với trứng gà là rẻ nhất rồi, mà nó còn ngon như thế này cơ mà. Hoặc là có thể nó với trứng gà nó hợp với cái mùi vị của rau này nên nó mới ngon như thế. Đây, và qua đây mình muốn nhắn gửi mọi người là nếu mọi người chưa ăn thử thì mọi người cứ mạnh dạn lên, mọi người lấy về và chế biến nhiều lực. Mọi người có thịt thì mọi người xào thịt, có trứng thì xào trứng, nấu canh có thể nấu canh. Mình đảm bảo mọi người ăn một lần là nghiện luôn, thật sự nó quá ngon luôn. Và ở những cái ngày tháng tháng 3 ngày 8 này, mình bản thân mình cũng thế, mình cũng hay chia sẻ với mọi người điều kiện mình không có nên là cũng muốn mua mấy lạng thịt để mà xào ăn cho nó có chất, có sức khỏe. Nhưng mà thực ra tiền nong thì nó hạn chế quá, cũng không có luôn mọi người ạ. Mà trong khi đó kênh mình biết đến bây giờ nó cũng đã có thu nhập đâu, được lẹt tẹt lẹt tẹt mỗi ngày 10-20 nghìn đấy, nhặt nhạnh làm đam mê là nhiều chứ mọi người ạ. Nhưng mà cũng không đam mê mãi được mọi người. Làm chúng ta mục đích, mục tiêu làm vừa làm để cho mọi người xem này, vừa nhằm mục đích là kiếm tiền hết. Ai cũng như vậy, không có một ai đam mê hay cái gì đâu, đó là đều một mục đích nhờ làm kinh tế hết mọi người, kể cả là làm video cũng như vậy. Qua đây mình rất mong muốn rằng mọi người hãy ủng hộ mình để mình có động lực để làm những clip nó còn hấp dẫn hơn nữa, để gửi tới cái nhu cầu giải trí cũng như chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống đến với mọi người. Mình theo khả năng thôi mọi người, mình làm được đến đâu thì mình mong mọi người thông cảm đến đấy, chứ không phải là mình giỏi hay cái gì đâu. Mà đó, đây đây là những cái thực sự luôn. Mình thực sự mình ăn được ngon được thì mình bảo là ngon, mình không không ăn không ngon mình bảo là không ngon. Thôi, vào đây mình cảm ơn mọi người nhé. Mình mời tất cả mọi người cùng giúp mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người hãy đăng ký ngay kênh này, đăng ký là hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí để đón nhận xem tất cả các video trên kênh của mình. Mọi người nhớ nhá, hãy đăng ký kênh này miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo.